Alo. Cái gì? Bạn đang đâu vậy? Vướng cái chó gì mày? Bạn rảnh không? Ra ngoài phố đi bộ tôi nhờ bạn ít chuyện cái. Đúng rồi, tại nãy tôi dở tôi lỡ bài cho mấy thằng nhóm mà. Cái gì vậy? Ngay khúc đầu trên phố bộ luôn các bạn. Phố Nguyễn Huệ nha. Có gì bạn ra phố giải quyết giùm tôi cái đi. Kéo cỡ 3-4 thằng gì đó, 5-60 thằng cũng được, nó tùy bạn à. Kinh kéo nhiều kéo à. Mày ra phố ra đầu luôn, thấy tụi nó à. Đứa mặc áo tí đi coi, đứa mặc áo Adidas màu đỏ sọc sọc á, đứa kia mặc đi ba đứa luôn á. Thằng thanh con này. Như tao mấy tử vậy. Vô giết bàn luôn rồi. Chết mẹ mày rồi. Rồi ok nhanh nhanh nha bạn ơi. Rồi. Mày xong rồi. Sao anh nói gì? Ủa, đang kiếm chuyện với tôi hả bạn? Tôi nói gì bạn? Nãy giờ chuyện người em giờ nói vậy là sao anh? Vậy tả thì tả chứ, tự nhiên các bạn kiếm chuyện tôi, bạn xô tôi lại sao? Tự nhiên em cứ kiếm chuyện ai em kiếm chuyện của anh thôi, anh đã nói với anh. Trời kiếm chuyện vậy? Vậy em kiếm chuyện anh được không? Giờ mấy bạn đáng để tôi kể hay để tôi tả về bạn biết bao nhiêu người mặc áo giống mấy bạn vòng vòng ngoài này. Này bạn kiếm chuyện tôi rồi. Nói chuyện cứ khơi vậy. Cứ khơi vậy, ủa tôi đứng đây tôi nói chuyện bình thường thôi chứ. Tôi gọi điện cho bạn tôi, ủa dạ. Vậy em có làm gì tụi anh không? Nói gì kỳ vậy? Xì, tụi mày có làm gì tao không? Mà tao làm gì tụi mày? Ok. Giờ kiếm chuyện tao đi, nói chuyện đàng hoàng mà tao không vậy. Vậy kiếm chuyện gì? Ôi, này em kiếm chuyện tôi nha. Giờ mấy bạn kiếm chuyện tôi đúng không? Giờ mấy bạn sao? Đó. Giờ nó kiếm chuyện đúng không? Cái gì? Hết kiếm chuyện đúng không? Chứ mẹ nữa. Không sao, Chúa phù hộ em nha. Cho ngồi xíu đi cái gì đấy em. Alo bạn, đang làm gì vậy? Có tôi ăn ngoài phố à, nãy có hai nhóc mới đụng chuyện tôi bạn. Bốc phép thiết thôi. Hai nhóc nào nhìn bé lắm. Ủa gì vậy? Nãy với ba tuần cái tôi ngay phố bộ á, ngay công viên Lam Sơn á, ngay công viên vườn hoa gì á, ở vườn hoa á. Hàng nào hàng trực bán ngoài nè. Anh đọc cái gì? Nãy tôi ba nó một cái, giờ tôi không biết là hai nhóc nữa sao ơi. Có gì bạn ra giải quyết tôi nha, sợi một cái. Cho biết mặt mũi anh em mình như thế nào. Đúng rồi, hai nhóc đứa thì tóc quăng quăng xíu. Đứa tóc đỏ. Với lại mang... Mày nói cái gì? Hai cái áo đen á, đứa mặc áo ba lỗ, đứa kia mặc áo thun bạn. Hai nhóm trực bán nghe mang dạy trắng á. Chết mẹ mày đồ con. Gì bạn? Đá gì đá ai bạn? Làm giờ? Tôi nói với mấy bạn. Làm giờ? Tại gì giống vậy? Giống là giống xong. Hai bạn muốn kiếm chuyện đúng không? Gì bạn vào cái đi. Kiếm chuyện giờ em. Mày làm giờ làm. Không được luôn rồi. Hello. Bạn đang đâu hả? Tôi đang ngoài phố bộ à. Nãy tôi mới đụng chuyện cho con nhóc. Các bạn nghe phố bạn ngay đối diện sân cây nè. Nãy có con nhóc dẫn gãy gai ra ngoài phố chơi. Còn sao? Xong cái rồi, tôi lỡ ba vô gãy nó có con cái à. Xong cái nó đòi ba tôi luôn. À thế à? Giờ bạn ra bạn ấy nó giải quyết luôn nha. Đừng có đụng vô con gái nữa bà. Đụng vô nhóc con trai rồi, bỏ rồi. Nhóc đầu nó cũng hơi săn xíu. Mặc áo đen. Mang quần quần jean dài á, mang giày mà giống Adidas lắm mà giày ở mình giày Adidas đó. Ba sọc á, với lại bồ nó thì có xăm mình ngay tay, có khuyên mũi, mặc áo khoác, mặc quần áo giống như đồ thể thao lắm. Đúng rồi, bạn ra giải quyết nó nha. Nó vừa cầm cái boss nó hút luôn các bạn. Nãy tôi mới thấy nó đi ngang qua. Nhanh kịp chó. Đúng rồi. Về em gì vậy? Sao vậy? Anh tả gì? Anh tả ơi. Bục quét. Đang có chuyện nha anh Tả ơi. Làm gì vậy? Mày không hết được bao con trai. Tôi bi không tình yêu. Hello. Bạn đang đâu rồi bạn? Tôi đang ngoài phố ngay cái chỗ Hoàng Phúc á, ngay chỗ người ta hay hát á. Nãy tôi lỡ đụng vô chạm với lại cái thằng gì tí đó cơ vậy á, tôi không biết nữa. Tí đó cơ vậy ai biết đâu, chắc nó tự xưng nó nổi gì á ai biết. Ủa gì vậy? Mà giờ tôi sắp có chuyện rồi, ý nó là lấy hồi về nhà gấp rồi, mẹ điện quá.
Giờ mấy bạn ra phố ơi, bạn xô em tôi thằng này cái. Cái thằng tới đất cơ vậy á, tới đất cơ. Cái thằng mà giờ bạn ra thấy ai đầu cái đuôi cá ngựa. Tóc 100 cam á. Rồi mặc áo trắng rồi mang giày trắng nữa, quần dài dài đen đen á, rồi nó. Cái gì vậy? Tới đất cơ vậy ai biết đâu. Giờ tôi đụng nó rồi, giờ bạn ra bạn xới luôn, gặp nó là giật cái, bóp nó cái, bóp nè, giật đuôi nó chơi. Ủa là sao vậy? Dạ, ra liền nha. Ra dứt rồi, sao vậy bạn? Mẹ cha mày. Vậy em vừa em đang nói gì anh? Dạ. Anh vừa thấy em nói gì giống anh vậy? Em nói gì giống anh đâu anh? Anh nghe rõ ràng em nói TikToker nổi tiếng thì cả cái phố này chỉ có mình anh TikToker nổi tiếng nhá. Em còn chối cái gì? Sao anh biết ngoài phố có mình anh TikToker nổi tiếng anh? Thì em nghĩ mấy khi có TikToker nổi tiếng ngoài này. Tự ảo tưởng. Dạ thôi, giờ em nói hẳn luôn là giờ em thấy anh ngứa mắt quá, em kêu người dứt anh đó rồi sao? Thì vậy anh đánh rồi anh. Bữa anh trước là anh là cái thằng gì mà giả người Nhật đúng không? Anh giả người Nhật đúng không? Quá chuẩn luôn. Giờ em giờ giờ em thấy ngứa mắt quá, em kêu mấy anh em ra dứt anh được không? Sao anh bảo em này nhá, anh làm giả người Nhật thì có ảnh hưởng gì đấy em chưa, đụng gì đến miếng cơm nhà em không? Nhưng mà em anh đang đi qua phố thì mà em làm gì tự nhiên ngứa mắt kiểu đấy mày. Nhưng mà em thích ok. Mày có kiểu đấy, tao là TikToker nổi tiếng, tao quen rất là nhiều đấy, mày cứ đợi đấy đi, đừng có đùa với tao. Sao đây khúc mày luôn á, ngay ngã tư luôn. Nãy mới đụng trễ với hai nhóc mày phó nè. Giờ tôi thấy hai nhóc ngứa mắt quá, giờ tính nhờ mấy bạn ra giúp giùm tôi một cái để lấy tôi bận chuyện rồi. Giờ có gì tôi tả bạn nha, rồi có gì bạn ra bạn thấy nó mình giúp luôn rồi chở xong. Kiểu thấy khó chịu quá. Chạy xe hang 10 á, mặc cái áo sơ mi tay dài sọc xanh xanh á, mang quần dài nữa. Còn bạn nó thì mặc áo polo màu đen với lại trắng trắng nghe hai vai á. Đội hai nón bảo hiểm. Hai mang dép nha. Rồi ra thấy dứt luôn nha bạn ơi. Mày xong rồi. Rồi. Khó, chết mẹ mày rồi con. Gì vậy? Sao anh? Nói gì nói gì nói hai cậu vậy? Em nói gì hai anh đâu? Cái gì? Giờ em ông anh nghĩ hai anh đủ cái để em sướng hả? Hay sao? Chứ nói gì? Giờ chứ tự nhiên anh kiếm chuyện em. Chị em làm gì em tả gì anh? Hai sao hả? Chứ không lẽ giờ hai anh chạy trâu nẹt bô chạy xe hẹt hả? Thì sao vậy mà? Bây anh vậy hả? Anh thích vậy? Hả? À, trời nhìn anh kìa, anh hổ báo với ai hả? Anh hổ báo tôi hả? Thôi. Mày xong rồi. Không sao, Chúa phù hộ em. Hai cái thằng nào đây? Alo, bạn đang đâu hả? Tôi đang ngoài phố bảo ngay khúc mà trên á, gần đầu á, ngay gần công viên là vườn hoa Lam Sơn vậy bạn. Nãy tôi mới vào vô hang kia, hang nào á tôi không biết nữa. Nãy mới đụng chuyện vô hang đó, kiểu cũng ba gai ốc cháu lắm. Đúng rồi. Có gì bạn ra bạn thấy hai này rồi bạn dứt nó luôn nha. Yeah. Rồi đứa thì ngay cái chỗ trên nha, ngay chiếc xe B màu đỏ. Rồi người mặc áo Gucci sấm sét màu đen đen á. Rồi đứa mặc cái áo màu đen mang quần dài. Mặc đôi dép polo tôi đi vậy, ai biết đâu sọc giống Gucci đó. Tôi không biết nữa, có cái nón màu trắng treo xe á. Đúng rồi. Đang đeo khẩu trang nha. Ngay khúc trên á. Đúng rồi, ra bạn dứt liền luôn nha, bạn vô bóp nó cái bóp liền luôn. Đúng rồi, giờ tôi mắc chuyện dài rồi. Rồi, nha. Mày không hớt được tao con trai. Rồi, mày xong rồi. Sao vậy? Mày tả ai giống tôi với được. Hả? Nãy mày tả ai giống tôi với được. Tôi đâu tả bạn đâu. Mày tả xe của tôi giống tôi chứ em mà. Chứ bạn nghĩ nguyên phố này có mình bạn xe bơi đỏ vậy? Đúng, hợp lý. Phố mà bạn tả cho tôi chen không mà. Đâu có gì chen vậy? Nãy đúng rồi, cũng mặc áo đen nè. Giống chứ không lẽ giờ áo này có mình bạn trên thế giới có hả bạn? Mày tả giống như chen mình đứng kế tôi mà tả nữa.
Thì tả với tôi đứng kế, đứng kế chứ không lẽ giờ tôi kiếm chuyện bạn, tôi đứng kế bạn nói chuyện đúng không? Đúng mình muốn úp nhau mà mình úp kiểu khác chứ không lẽ giờ tôi lại không báo hai bạn biết. Bây giờ bạn muốn sao, thích kiếm chuyện không? Tôi thích kiếm chuyện còn sao. Run. Chân thì rất xẻo, chắc này tôi xe bắt đầu dữ lắm hay gì nè. Dạ, đúng không? Mày. Tôi không tả bạn nha. Ha. Giống là giống xong. Hai bạn muốn kiếm chuyện đúng không? Gì ba nhau cái đi. Kiếm chuyện giờ em, mày làm giờ lắm. Anh thích gì? Hả? Trời nhìn anh kìa, anh hổ báo với ai hả? Anh hổ báo tôi hả? Ừ. Thôi. Mày xong rồi. Không sao, không sao. Chúa phù hộ em. Bạn. Cái đằng nào đây? Đang đâu hả? Tôi đang đứng ngay phố Ây Bảo á. Còn sao? Nãy tôi mới vai với hàng nhóc. Cũng nhanh cũng kịp cũng chó. Nãy kiếm mới tôi mà. Nãy đi ngang qua tự nhiên chạm tôi cái giờ cũng dở cho tôi. Bốc phép ít thôi. Đúng rồi, khó chịu lắm bạn. Nên là giờ tôi nhờ mấy bạn ra thôi, thấy xong cái khử luôn rồi. Sợ quá, sợ quá. Giờ tôi nói bạn nghe, bạn cứ ra phố đúng không? Xong cái bạn nhìn ngay đường á. Thấy chiếc vai vô đội hai mũ trắng á, rồi đứa trước thì mặc áo Gucci sọc mang sơ mi dài dài á, mang dép tổ ong nữa, đứa sau mặc áo trắng với lại quần ngắn. Đổ rồi lẽ nha bạn, ra gặp nó xử luôn nha, bát vô mấy đầu mấy cái bố láo quá. Ok bạn. Gì vợ 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 tôi nói gì bạn, tôi không kiếm chuyện gì bạn nha. Tả giống tao vậy, gì tôi tả gì giống bạn. Tôi đâu tả gì hai bạn đâu. Hai không lẽ bây giờ hai bạn đáng để tôi tả hay sao? Đúng không? Giờ không lẽ giờ bạn chỉ trâu thì hả? Còn sao? Tôi thích vậy. Có gì hả? Muốn sao? Thích vậy, thích vậy. Thích vậy. Bỏ vậy, bỏ vô tim em á. Sao? Em muốn vậy bạn kiếm chuyện tôi tả bạn đâu? Như bạn gì biết bao nhiêu người mặc ở đây mặc áo gì ho. Đúng bạn đúng. Sao không lẽ giờ bạn kìa, bạn xem bạn người bạn ơi kìa, chân thì rất xẹo, chắc này tôi xem bắt đầu dữ lắm hay gì nè. Dạ, đúng không mày. Tôi không tạo bạn nha. Ha. Tin vĩnh biệt. Chứ nãy giờ tụi em đi quay á, tụi em chơi với anh xíu thôi chứ không giờ không kiếm chuyện đâu nha. Vui vẻ anh đi, vui vẻ nha. Chào anh, chào khán giả nha. Ok, cảm ơn nhiều. Nãy giờ mình trêu hai bạn á, mình diễn xíu á. Mọi người bạn chào khán giả xíu. Hello. Hello. Bạn không có vậy đâu, nhìn cũng dễ thương lắm á. Tụi em trêu á, tụi em đang quay cho anh trêu với anh xíu rồi. Nóng quá. Dạ. Rồi ok, anh chào anh chào khán giả xíu. Ok, cảm ơn mọi người nhiều á. Dạ. Bye. Ba giỡn chứ đang quay. Đang quay căng nghe hai fan. Căng ngày đang quay nè. Làm giờ. Nói chứ giỡn quay clip. Mình đợi nha. Wow quá. Ai giỡn nãy giờ em quay ra. Nãy giờ em quay clip á, em treo anh xíu rồi. Kìa okay, trời ơi. Tưởng như nào? Tưởng anh như nào kìa. Tưởng như nào á. Ôi trời. Ok, chào mọi người anh. Anh chào mọi người nhá, mình là Honami TikToker rất là nổi tiếng luôn nha, chào các bạn. Nãy giờ mình chơi ảnh thôi nha, không gì hết. Giỡn. Giỡn, nãy giờ em quay clip. Nãy giờ quay clip, em chờ mấy anh xíu rồi. Rồi, em gọi nhờ, em giỡn thôi, anh căng quá.